Người ta bảo trần gian là quán trọ, biết ta còn ở lại được bao lâu. Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau, nên trân trọng khoảng thời gian còn lại. Một tấc thời gian, một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Cố gắng nghĩ gì là bắt tay làm ngay, chứ đừng hứa, đừng chờ, đừng đợi. Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ai.